Nay ra cái điểm này mình câu nữa coi. Bữa nay nước không biết giờ nào lớn nữa không biết. Chưa chắc 10 giờ 11 giờ quá. Giờ này đây cái lỗ này mình cũng mới ra móc lại dọn dọn đây. Đó, lỗ trống trống đó. Thả dưới mới thính rồi. Thấy có bọt tiêm không biết, bọt tiêm đất ha, tiêm nước không biết. Đón coi hồi nước lớn coi nó có cá gì không. Chỗ này chắc cũng cạn nè. Cái này chắc cũng còn được 4 5 tấn nước gì không biết được không nữa. Cũng thả dưới thính dưới rồi rồi. Thôi để mình canh nước thử coi còn nhiêu mình xuống cần coi. Dựng 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 á, dựng 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 nè. Có chị nào nó không lồi rồi, kiếm cái chê mà nuốt lưỡi các bạn ơi, để mình xử lý rồi. Lôi nữa nè, caro caro gì đấy, rồi con cá mà lớn, ăn lâu câu đi, chút ép à, ăn hay ha, ôi thả đi, dữ lâu vậy, trời ơi. Đây, cá rô biển nước ngọt. Cá rô biển nước ngọt à. Cá này ăn ngon lắm nè. Rồi nhỏ qua thả đi. Cái gu nữa hả, ăn giật giật dữ hả. Ai gu này đang thay dãy ăn nó ghĩa giật giật nó không buông á. Nhỏ quá thôi thả đi. Làm lại coi. Chim trắng. Mới vuột cái đây. Vậy dữ vậy. Hết biết con cá mè dinh không, có hai ngón tay.
Ôi ơi lòi. Lòi. Lòi lúc luôn á. Chim. Chim trắng. Giật cái phao đi cái liền một cái hết biết. Hoài ha. Hoài kể tới trời. Ta là hoài ha chứ ai nói gì đâu. Chim nữa. Chứ ai nói gì đâu, tôi là hoài thôi chứ ai nói gì đâu. Rồi dính đi chút xíu à. Nước rượt ôi ôi con cô Phi ai ơi nhỏ không không có sức mép rồi. Đây cô Phi quá xa bàn tay luôn quá đã mày hả bự cá chim dính chút xíu nữa nè đó. Chạy đi, chạy đi. Trời ơi. Cô Phi nó bự mà nó cũng hay đực, nó màu đẹp. Mày hả bự, mày hả bự. Cá chim. Cá chép trả lại cho. Coi coi nó có sức cái dãy không ha. Nguyễn sức cái dãy mới trả nha, còn không sức thì thôi ạ. À. Có đâu ạ. Nhấp nhấp nè, trời ơi cái dãnh. Cá dảnh thì cá dảnh mày chạy đâu mày chạy đâu. Cá chim. Đây có chim không ta? Bên đây ổ chú chim bệnh ổ cô Phi gì đâu á.
chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Cá chim không lẽ vậy Tùng, không lẽ ổ cái chim nó. Giật giật nữa nè. Nè Vinh. Thôi, ôi cái bụng. Ăn cái bụng hết biết không? Dĩa lôi nè. Cá rảnh. Đủ thứ hết không? Con nào con nấy ú ú ú. Lúc đĩa nè. Gô phi, trời ơi gô phi dính mà. Gô phi nó ăn bằng cái mang, dính nè. Hết biết không? Chị chiêu hả? Dính bằng cái mang. Lôi mà tiền cả tiền cả tiền. Rồi, rồi cá gô. Cá gô phi. Bé quá hả, hồi thả đi. Cá gì nữa đây? Cá gô phi. Cái này được bao nhiêu các bạn ơi? Được mớ cá nè, được 3-4 gô phi to to với 4-5 cá chim, cá rảnh nữa nè. Đó, nằm dưới đó. Đó, nhiêu đây cũng được rồi ha. Cũng êm.